cô xuất gia đó, cả hai truyền thống. Hồi đầu đó, khi mình còn nhỏ đó, thì sư cô là ở Huế, cho nên gia đình theo Bắc Tông. Và đi tu là 3 năm đầu là tu ở Bắc Tông, ở Huế. Rồi sau đó là nhờ nhân duyên đọc được sách của Ngài Viên Minh. Hồi đó là hai cuốn là Lã Thứ Thầy và Bí Tiểu. Và sau đó đó thì mình viết thư cho thầy. Và thầy nói rằng đó, thầy chỉ mở một khóa duy nhất ở Lý Viện Bù Long trong 5 năm. Sau đó thầy sẽ không dạy nữa. Cho nên nếu như con muốn thì con cứ vào đây để học, để tu. Thì nghe cái câu đó xong mà mình thôi thì mình trụng trại đi luôn. Thì sư cô đi rời khỏi chùa, rời khỏi Huế năm 93. Thì phải nói rằng đó là khi mà mình qua Nam Tông á, thì mình thấy mình rất là may mắn. Thứ nhất á, là bên Nam Tông có được cái pháp, hành rất là cụ thể, rất là rõ ràng. Cho nên là mình tu, mình phiền não, biết cái phiền não là do đâu. Còn trước đây mình phiền não từ vì do bên ngoài, do người khác không ạ. Mình không biết cách để mình đối xử với cái phiền não của mình. Và cái thứ hai nữa đó, bởi vì biết khi mà sư cô vào Bù Long, cái mà tâm đắc nhất của sư cô chính là cái phương pháp dạy của Ngài Viên Minh. Hồi nãy sư cô kể ở Huế đó, mà mình được dạy trong cái môi trường đúng cũng già, sai cũng già, không còn được thanh minh, không được biện bạch, không được nói gì cả. Thì cái mình là hơn được sư cô là cái người học sư phạm ra nữa. Mình biết ra cái phương pháp đó rất phạm sư phạm. Nhưng mà mình lại là nạn nhân của phương pháp phạm sư phạm đó. Cho nên á, mình cảm thấy nó rất là khó chịu. Thì mình sau đó khi mà đổi môi trường vào trong cái mục trường Bù Long á, thì cái phương pháp dạy của thầy Viên Minh thì rất là khác. Là mỗi tuần á, là có cái ngày thứ bảy là ngày trình pháp. Thì á, là không có khi trình pháp là giống như ở chùa Bắc Tông mà phạt lộ là cả chùa ngồi là từng người ra phạt lộ là cả chùa là đều ngồi nghe. Và mình có lộ gì mình nói ra một hồi chủng đống như vậy thì mình rất là sợ. Mình nhỏ là mình sợ lắm, mình không dám nói luôn, mình run tay run chân luôn. Và mình cứ sẵn sàng là chờ nghe bị lá bị chỉ trích thôi. Cho nên cái tâm lý sợ hãi những cái ngày sầm hối lắm. Nhưng mà bên chỗ chú Bù Long khi sư cô vào đó thì là không phải cái không khí như vậy, mà ngày trình pháp á, tuần từ từng người một sẽ vào được gặp riêng với thầy. Đầu tiên vào đó, mà gặp cái phòng của thầy đó là kiểu Nhật các thầy cũng ngồi dưới đất luôn. Và mình cũng ngồi dậy đất luôn, đảnh lễ thầy xong rồi là vào thầy cười cười, thầy hỏi tuần nay con sống sao, có gì vui, có gì không vui, cứ kể ra. Rồi mình có cái gì mà bất mãn, không vừa lòng với ai gì đó, thầy cho mình nói thoải mái. Rồi khi đó thầy lắng nghe thì thầy sẽ biết mình nó có những vấn đề gì. Thầy nghe một cách rất là nhận nài, rất là tư bi và luôn luôn khuyến khích cho mình nói, chứ không phải là cấm không được nói. Cho nên là mình được nói sung sướng lắm. Khi mà mới tu thì mình ưa nói lắm, nhất là có những cái ẩm ướt trong lòng rồi đó. Thì khi mình nói xong xuôi rồi đó, thầy mới phân tích cho mình là mình đúng chỗ nào, mình sai chỗ nào, rồi mình nên chỉnh sửa chỗ nào. Thì khi mà đặt lễ thầy đi ra xong là tâm hồn nhẹ nhàng phơi phới luôn. Thì cái phương pháp đó rất là hay, thầy hiểu trò, trò có cơ hội được bày tỏ, cho nên mình ít có bị cái sự ức chế, ít bị nôi kết. Rồi chưa kể đó là họp chúng là cứ một tháng họp một lần, thì không kể lớn nhỏ, ai cũng có quyền phát biểu, ai cũng có quyền là phê bình những cái người khác, người nhỏ cũng có quyền phê bình người lớn, tinh thần rất là bình đẳng. Cho nên là đời sống là rất là thoải mái, nhẹ nhàng, không có ai bị ức chế gì hết á. Thì sẽ có cảm thấy rất rõ là cái may mắn lớn nhất của đời mình. Đi tu mình gặp được minh sư, mình gặp được thiền hữu, mình gặp được cái môi trường tu học nó rất là bình an, rồi mình có được cái pháp tu nó thiết thực, nó có lời lạc, có tận hóa. Cho nên sư cô cũng mong rằng tất cả quý vị ở đây đó, sau này đi tu cũng có nhiều phát tâm xuất gia thì gặp được những cái nhân tố tốt lành như vậy. Mà muốn gặp được nhân tố tốt lành như vậy thì mình cũng phải tạo phước, và cũng có cái phước của mình trong quá khứ, còn cái nhân phước của mình ở trong hiện tại. Và quan trọng đó là mình phải biết chọn trụ xứ. Cho nên hôm nay sư cô mới có đi thì chia sẻ cho quý vị cái cách chọn trụ xứ. Rồi á, mình ở đây mình không nói tới cách chọn vị thầy, nhưng mà quý vị sẽ tự biết cách chọn vị thầy cho mình. Hôm nay sư cô chỉ nói là đệ tử tâm sư gì thôi, học trò đi tìm thầy thì dễ. Bây giờ tìm thầy dễ hơn ngày xưa nữa, vì mình có thể tìm tới xin ở vài ngày cho tới một tuần, và mình quan sát cái cách hành xử của vị đó. Ngày xưa có một người hỏi Đức Phật làm sao để biết một vị nào họ đắc quả thánh hay chưa,
Thì Đức Phật ngay nói rằng cứ ở gần mà quan sát họ à, trong đời sống hàng ngày của họ, chứ đừng có chỉ nghe họ thuyết pháp, họ giảng dạy, họ đi tới trước quân chúng mà họ nói như vậy thì ai cũng nói rất là hay. Nhưng mà cái cách hành xử của họ đó, khi mà bị nghe những cái lời không vừa lòng họ phản ứng ra sao, khi bị được tấn bốc người ta phản ứng ra sao, vân vân, có khởi tham khởi sân hay không, quan sát.